Vâng, Di Minh kính chào quý cô chú anh chị cô bác đã trở lại kênh YouTube của Di Minh nha. Thì hiện tại giờ Di Minh đang có mặt ở tại mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Quý cô chú anh chị ơi, bên trong thì Di Minh thấy có khá nhiều khán giả đến viếng mộ chú Vũ Linh nè. Đó. Hello cô nha. 2 4 5 Ngũ Long công chúa. Trời ơi. Cô là bạn chị em cô. Không có là gì? Gọi mấy người này đó hả? Dạ. Chị em. Chị em thấy không, nó Ngũ Long công chúa mà. Ồ, mấy cô đẹp gái quá ha. Trời ơi. Đẹp lão. Đến nay mà vẫn còn tốt quá. Dạ. Cũng hèn hoài, phải nói là nghệ sĩ Vũ Linh phải nói là có phước dự. Nổi tiếng nhất luôn. Nghệ sĩ. Bởi vì đạo đức quá tốt. Tài thì mấy người kia cũng vẫn tài. Nhưng mà cái đạo đức tốt. Giữ đến giờ mà. Lên coi cái lương mà không có Vũ Linh không coi. Có Vũ Linh mới coi. Tài hát hay sáng quá trời. Có Hồng Loan coi không con? Hả? Có Hồng Loan coi không con? Hồng Loan hả? Hồng Loan con chú á. Để coi ở có Hồng Loan là sao tôi quên rồi. Con có Vũ Linh. Ở có nữa sao? Có gì con không biết. Biết đâu tôi không. Tám mấy tuổi rồi đó. Có Thanh Kinh Huệ đâu vậy? Đây đây Thanh Kinh Huệ kia. Mình nói hả? Tám mấy mà khỏe quá ha. 81 tuổi. Cái thịt ba còn cứng hơn gái 18. 81 tuổi. Vợ con với ngoại bẻ tay về cho không? Bẻ tay, bẻ gì đó. Hả, có bà ngoại kia cũng tám mấy tuổi mà lỡ bấu cái tay mình cứng ngắt luôn. Cười lắm. Đây. Đây hả? Đây. Ôi ơi. Ngoài bà khỏe quá quý cô chú anh chị. Trời ơi. 80 mấy tuổi mà nhìn còn trẻ khô à. Đây hả? Dạ, này là cũng ở Sóc Trăng lên 74 tuổi. Mình ở Sóc Trăng lên hả con? Trăng lên. Dạ. Ủa sao mà thấy sự nghiệp á. Bà muốn ngoại muốn khóc luôn rồi cả. Xúc động quá. Rồi muốn khóc luôn rồi. Ngoại xúc động rồi. Sóc Trăng là mấy cô đi hồi mấy giờ? Trời ơi, đi 2-3 bữa rồi ở trên đây. Dạ. Ngoài xúc động quá luôn đó chị nè. Đây là lần đầu tiên mình ở đây ha, sao ngoại? Lần đầu tiên con. À, lần đầu tiên mình ngắm cho lâu lâu một tiếng nha ngoại. Hồi năm rồi có lên nhưng mà nói dịch gì đó không có qua. Dạ. Hôm nay đồ nhất định phải qua. Dạ. Chị với ngoại là sao? À, con. Con hả? Dạ. Ngoài quá khỏe luôn rồi. Chuyến này ngoại đi thăm chú Vũ Linh về ngoại còn khỏe dữ nữa. Khỏe nữa ha. Dạ. Làm gì chứ không biết chứ con, vụ mà sức khỏe là chú độ nhiều người đó con. Vừa đẹp mà vừa cũng như là một cái tay nghề chứ bạn. Dạ. Cũng như là vừa tài mà vừa có đức luôn ha cô. Không, tôi nói cái nghệ thuật này. À, nghệ thuật cái chậu này hả? Ừ. Nghệ thuật cặp gồng này phải nói là đẹp không cô? Quá đẹp luôn ha. Vừa đẹp mà vừa cũng như nói lên cái nghệ thuật của cái người làm. Người làm đó là chú Bể Quanh đó. Và chú ở Long An, Đức Hòa Long An. Dạ. Tặng không. Cái người tặng hay là cái người làm? Cái người làm, cái người đó làm, là cái người mua. Người mua là khác, người mua là chị Hồng Ngọc. À, còn người đem vô nữa, cô muốn biết người đem không? Hình như có người đem, là có một người đem tôi thấy quay mà lần thấy quay. Con đem vô á? À, vậy đó hả? Dạ, đem vô đó hả? Dạ, à. Con xin đi xin đó. Dạ. Phải nói là bóc lên rồi. Hồi lúc không, xong mà ở dân gian có bóc lên kênh nữa. Điều quá tốt. Dạ, Duy Minh vừa lắp. Duy Minh hả? Duy Minh vừa lắp bên YouTube. Người đời bao nhiêu dạ, người đang lên không? Đạo đức tốt cho nên ngày mất. Vô YouTube. YouTube của anh. Đó. Duy Minh vlog, anh bấm Duy Minh vlog là có rồi. Rồi để họ phút lên cái để mình chuyển về. Đó. Thấy đó không? Đúng rồi đó. Dùm like cái không? Này anh hình dưới đây nè. Thấy đó không? Dạ đúng rồi, anh bấm vô. Like vậy nè. Đăng ký. Đăng ký. Dạ. Rồi ha. Lại này bắt đầu lên. Dạ đúng rồi. Rồi. Rồi, chú đó anh vô đó đó. Dạ. Dạ. Anh cũng đi chung với mấy cô hả? Cũng đi chung. Dạ. Thì qua bà ngoại chia sẻ. Thanh Thanh Tâm cô nghệ sĩ chồng của cô
Cô Thanh Thanh Hoa ở... Cô Thanh Thanh Hoa là vợ của chú Nam Hùng. À đúng rồi, là vợ trước đó. Sau này đó là mới là lấy cô gì mà đẹp gái đó. Tô Kim Hồng. Tô Kim Hồng. Hồng là nghệ sĩ. Nhưng mà không có hay hơn, nhưng mà đẹp, có sắc đẹp. Đợt trước có cô Kim Hồng, cô Tô Kim Hồng với là cô Thanh Thanh Tâm về đây nè, viếng mộ chú Duy Linh với chú Nam Hùng. Cái này là nghệ sĩ nhân dân Tám Dân. Dạ. Ông Tám Dân này xưa cũng hay lắm. Cô biết gành nghệ sĩ Nhị Kiều không cô? À không mấy gành thôi. Soạn giả Nhị Kiều chị không có gành. Tám Văn với là cô Nhị Kiều là vợ chồng. Vậy hả? Dạ. Vậy sao? Gia đình của cô cũng ở Bến Tre. Dạ, cũng không có biết hết. Dạ. Chỉ biết là ông Tám Dân ông ngày xưa ông rất là nổi tiếng rồi. Dạ. Còn soạn giả Nhị Kiều là vợ hả? Dạ. Đây là soạn giả nè, soạn giả là những cái vở kịch kịch bản đồ là cô vợ, viết vợ soạn giả đây. Dạ đúng rồi, cô viết mà vừa là soạn giả vừa là bầu xô luôn. Dạ. Chú Nam Hùng nè, rồi cô Thanh Kim Huệ nè, nghệ sĩ ưu tú Du Linh nè, chú Thanh Tú nè, chú Thanh Sang nè, con nuôi của cô soạn giả Nhị Kiều. Con nuôi của soạn giả Nhị Kiều luôn. Dạ, tại vì ngày xưa là cô Nhị Kiều là cô làm bầu xô, cho nên là cô nhận những người nghệ sĩ là con của mình luôn. Cầu nguyện hả? Cầu nguyện hả? Ừ. Ờ, em cũng hư hết thân xe. Dạ. Rất là cái cách đóng đe là hiền, nào cũng hiền lành hết. Đóng vai là rất là hiền lành. Dạ. Đóng những cái vai là chung không? Dạ. Ông diễn cái vai mà cái bán sầu riêng của ông đóng vai hoàng. Trời, chú mình đứng dưới. Là coi như cái người ổng cái tiếng hát rất là ấm. Dạ. Rất là mùi, rất là ấm. Rất có phong độ. Cái này ai? Thanh Sang đó, Thanh Sang. Ngày xưa tôi thích nhất là Thanh Sang mà đóng cặp với cái thời gian đóng cặp với Thanh Nga đó. Dạ. Bên cầu Dịch Lụa, tiếng trống Mê Linh. Kế là cái tuần đó là Thái hậu Dương Văn Nga là diễn xong chưa có kịp quay lên tivi là ra là bị ám sát giết hai chồng. Cho nên cái tuần đó chưa có kịp quay anh lại. Nga ám sát Bạc Liêu mà. Bạc Liêu xứ quê mình này đó hả? Ở Sài Gòn. Sài Gòn. Cô gành quá ha. Đó là Bạc Liêu mà. Wow. Mê lắm, cỡ tuổi cô là cô thích nhất là những người nổi tiếng ngày xưa. Dạ. Còn bây giờ cô biết không nhiều lắm đâu. Già rồi đó, mình không có biết mấy người sau này. Trẻ, thích trẻ là sao này. Cô là phải nói là fan cứng của là ngành sân khấu cải lương dữ dằn luôn á. Hiện giờ cũng biết hết. Là còn cái người xưa mà còn là hiện giờ giỏi tài mà sắc giỏi là bây giờ cũng bệnh nhiều lắm rồi, chẳng hạn như là cô gì cũng đẹp, cũng mùi hay lắm, hay là cô gì nổi tiếng giờ ở Mỹ đó. Dạ. Lẫn rồi cô gì Hồng Liên, Phượng Liên. Dạ. Rất đẹp, hát rất là hay, đóng nhiều tuồng xuất sắc. Rồi Hồng Nga thì cũng là một đào, là mùi cũng hay, là lắng cũng hay. Mà bà đóng gì mấy bà hội đồng là xuất sắc. Bây giờ tội nghiệp mà cũng quên rồi. Em nghe bà Sài Gòn hay gì á. Hiện giờ nè. Ồ, cô gành quá ha. Con cảm ơn cô ha. Dạ. Đến đây rồi chia sẻ. Con chúc cô và đoàn của cô, bà ngoại được là mạnh khỏe nè, dồi dào sức khỏe, sống lâu trăm tuổi nha ngoại. Dạ. Cảm ơn con nha. Dạ. Chúc cho con nhiều hạnh phúc ha. Làm dạ. Vô dạo cậu là khỏe. Dạ, con cảm ơn ngoại nha. Mấy cậu làm này cũng rất là có ý nghĩa. Dạ. Con cảm ơn cô với ngoại nhiều. Chúc cho đoàn của cô với ngoại được là dạng sự bình an với cô chú chị đi đến nơi gì đến chốn ha. Dạ. Thấy. Tại vì mình đi qua tiếp tục cái chú bên đây quý cô chú anh chị. Đây. Quý cô chú anh chị ơi, cô chú đang chia sẻ gì nè? À, nãy nhìn thấy chú chỉ gì vậy chú? Chú đốt cho chú Du Linh. Chú nói chú là giám đốc. Giám đốc hả? Sĩ. Chú sĩ hả? À. Ở trước cô chú rồi lộn cô hoài nói quá lộn rất nhiều quá
Sáng giờ mình quay ba clip luôn à, nước đá của anh em mình cũng nói hơn 10 năm là sao chú ha. Chú gặp hơn 10 năm chú Vũ Linh ở ngoài rồi hả chú? Chú gặp thường chứ. Dạ. Nói chung ảnh cũng là người miền Tây ấy ở gần cống. Thường thường á. Dạ. Cũng gặp thường thôi nhưng mà mình thì không có cái gì vấn đề trong cuộc sống của chú Linh. Dạ. Thấy không? Thành ra chú cũng không có cung cấp gì cho mấy con chim đâu. Nhưng mà chú chỉ có một điều là đến đây thăm được ảnh là mọi người. Dạ. Cái thời gian mà trên đài mạng chú cũng coi. Dạ. Chú ít có quan tâm á. Dạ. Nhưng mà chú thương nhất là mấy đứa em shipper. Dạ. Dạ. Có một cái tinh thần coi như đoàn kết chính nghĩa để bảo vệ cho cái lẽ phải á. Dạ. Chú có hai con nhỏ này đi ra chỗ khác. Dạ thôi. Đi la. Không có đứng ngay bàn thờ nữa nha. Rồi tới chiều không thấy hai đứa đi lại bàn thờ quằn bàn thờ nữa đó. Nắm về tới lon đi ngoài. Ngoài là chắc có ai đến thăm thường không? Dạ. Có cô Sáu. Cô Sáu với cô Lành với cô Liễu mới đến cô. Chú gật đầu. Cô gật đầu. Mình nói cô. Chú gật đầu chú ngán ngẩm hay gì chú? Không phải chú ngán ngẩm. Nhưng mà chú có tin thế này nè. Những người đến nghe thăm của anh Linh á là những người người ta có tâm cái đi. Dạ. Dạ. Còn không tâm không thì không tốt. Dạ. À, như là chú nói không có quan trọng về vấn đề so bên ngoài nhưng mà chú chỉ nói một điều đặc biệt đó là anh Linh này lúc còn sống đó, cái tâm anh rất là tốt. Dạ. Yeah. Yeah. Chú gặp anh Linh này là rất là nhiều lần tâm rất là tốt. Dạ. Yeah. Mỗi cái lời nói của anh ra là rất là chặt chẽ cái sự giáo huấn của gia đình như vậy nhưng mà còn gia đình người ta chú quan tâm người ta. Dạ. Thôi cái chuyện yeah. nó qua rồi thì cho nó qua đi. À, mình á mà đánh người ta đi chứ mình không đánh người ta lại. Yeah. Người ta sai thì người ta cũng biết cái sai người ta, thấy không? Yeah. Bây giờ mình dồn nén người ta quá cũng tội. Yeah. Rồi không lo cái gì cuộc sống là ổn rồi. Con cái xã hội cũng đồng mạng rồi người ta cũng quan tâm mà thương yêu. Đó là cái gì đó là mình cũng mừng đi. Còn cái chuyện người ta sai mình không bình tĩnh tới. Yeah. Tại sao có sai cũng sai gia đình người ta, tao cũng sai với mình, yeah. đúng không? Xã hội, cái cộng đồng mạng thì. Chú ơi, sẵn chú nói này cho con hỏi một câu ha, để là chú góp ý cho tụi con thẳng ý đây luôn ha. Ví dụ như là chú nói là gia đình sai thì có bên kia người ta giải quyết đúng không? Đúng rồi. Ví dụ như là bên cô Sáu lên đây thì tụi con có mà tiếp bình thường không chú? Bình thường chứ con, người ta cũng là con người mà. Dạ. Ví dụ như bây giờ gia đình của cô Sáu á sai với cộng đồng mạng. Dạ. Sai với xã hội. Dạ. Nhưng mà bản thân của mình cũng con người với nhau. Dạ. Có trân trọng với nhau. Dạ. Cái sai bỏ một bên đi. Dạ. Mà mình đem cái tình người ra mình đón người ta. Dạ. Tại vì biết sao mà con hỏi chú cái này không? Tại vì nhiều khi á khán giả thì có hai bên, một bên ủng hộ chị Mùng Lon, một bên thì ủng hộ bên cô Sáu. Bên chị thì tụi con là người chia sẻ mộ của chú Linh mà nhiều khi chị Hồng Lon lên thì tụi con vui vẻ nó thoải mái hơn. Mà còn cô Sáu lên thì tụi con cũng tiếp đón bình thường, cũng chào hỏi lịch sự đàng hoàng. Mà nhiều khi một số bà con cô bác vô nói là tụi con này hai mặt, rồi tụi con là bên cô Sáu thì nếu mà chú là một người ở đây góp ý cho tụi con là phải xử lý như thế nào chú? Người chú giải lại con này nè. Nếu mà tụi con gặp trong làm YouTube mà gặp trong cái trường hợp đó đó. Dạ. Thì tụi con chỉ nở một nụ cười và nói một câu một thôi. Sao chú? Anh em chúng tôi á là không nghi ngờ bên ai hết. Dạ. Chúng tôi làm những cái việc mà chính nghĩa đúng. Dạ. Còn vấn đề là cái câu chuyện mà sai đúng thì có pháp luật đúng không chú? Đúng rồi. Còn tôi vẫn tiếp đón giữa hai bên hết. Dạ, đó bên là pháp luật sở. Tình người chị bên này cũng chị, bên kia cũng cháu. Dạ. Thì bên nào tôi cũng hòa đồng hết. Dạ. Con chỉ trả lời như vậy thôi. Dạ. Còn ví dụ đúng hay sai xã hội người ta bình luận, cộng đồng mạng bây giờ người ta giỏi lắm, toàn là người học thức không đó. Dạ. Cộng đồng mạng người ta cả triệu dân người ta không phải là dơ khơi mà người ta đi binh tầm bậy đâu. Dạ. Người ta bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ những cái lẽ đúng chứ người ta không bao giờ làm những cái chuyện mà tầm bậy. Dạ. Cộng đồng mạng là mình nên quý trân trọng nhất cộng đồng mạng. Dạ. Những người cộng đồng mạng là những người đó, bản thân chú lớn tuổi rồi nhưng mà chú vẫn là nể phục những người đó. Dạ. Tất cả những cộng đồng mạng cả triệu dân. Chú ơi, cho con hỏi làm gì sao mà chú rung dữ vậy chú? Không có, tại vì chú chạy xe. Đi chạy xe. Chú rung không? Lạnh hả? À, là không lạnh. Còn vấn đề là chú nói như thế này, ví dụ như giờ mấy con làm ở đây,
bảo vệ cái khu này cho mấy chú này kia người ta có lợi á, thì mấy con cũng tiếp đón nằm hộp. Dạ. Không có phân biệt được đúng hay sai. Yeah. Đúng sai đó cộng đồng mạng đã làm rồi. Dạ, cộng đồng mạng với là bên pháp luật người ta rồi giải quyết ha. Còn tụi con vẫn tiếp đón bình thường đúng bình không thương chú? Vui vẻ, vui vậy sao, vui đây. Ờ, cô Sáu chào cô. Dạ. Ok. Nên nếu mà con đây là chú ở đây sẵn đến đây con hỏi trực tiếp chú luôn à. Nếu mà như là bên cô Sáu đến thì chú là cái vai trong cái hoàn cảnh là mấy anh em YouTube đưa thông tin thì chú sẽ làm như thế nào chú? Con hỏi sao? Ví dụ như là cô Sáu vừa đến. Cô Sáu là tại vì cô Sáu thì có rất là nhiều người mà người ta ghét cô. À, nếu mà chú là một người thay thế gì chú là cái những anh em YouTube của tụi con đi, là chú sẽ khi mà chú Sáu, cô Sáu vừa đến thì cô chú xử lý như thế nào rồi chú tiếp đón ra sao cho nó phải mà phải đạo mà phải theo như là cái nghề nghiệp của anh em con á, mà khỏi bị bà con cô bác là chửi là phe cô Sáu hay là hai mặt chú. Cái vấn đề phe với hai mặt đó là do cái những người ta hiểu không hết. Dạ. Mình đừng có trách mấy người đó. Dạ. Cái người mà người ta hiểu hết á, người ta không nghĩ gì vậy. Dạ. Ví dụ bây giờ cô Sáu đến đây thì tụi con vẫn chào cô Sáu bình thường. À, dạ. Chào cô. Hôm nay cô đến thăm mộ của chúng ta mà. Dạ. Bình thường. Thì là vậy hết rồi chú. Không ai nói cái người mà nói tụi con hai mặt. Con đừng có sợ. Chào nghệ sĩ Vũ Linh. Tức là những người đó. Chúc vong hồn Vũ Linh được an nghỉ tới. Dạ. Còn tụi con ở đây là cộng đồng mạng. Trong đó có cậu chú. Dạ. Theo dõi về thời gian vừa qua là quý giọng mấy con rồi. Rồi con cảm ơn chú luôn ha. Nếu mà có ai mà như chú thấu hiểu được nỗi lòng của mấy anh em mình thì sẽ rất là vui luôn á. Tại vì mấy con nên nhớ cái chú mà áo vàng vàng mà đặt bằng thờ đó. Dạ. Cái ông đó là lẽ ra mình sống có cái nhân đạo. Ông sai với ai ông sai. Mình ông cũng không có sai với mình. Dạ. Mình cũng gặp ông mình cũng vui vẻ luôn. Nhưng mà dạ, chú. Không, lỡ sao? Vui vẻ rồi cộng đồng mạng vô nói mình phai mặt nó sao chú? Chú đã nói nãy rồi. cái người không biết người ta mới nghĩ như vậy. Dạ. Còn người không biết người ta đang khen con đó. Dạ. Người ta làm tôi tức. Lịch sự ha chú. Lịch sự. Không, chứ người ta không nghe. Ví dụ như con thì con nghĩ gì đó. Còn không làm được gì đó người ta mới đánh giá con nè. Dạ. Cái hàng nước đó nó gặp cái bên nào ấy nó dựa theo. Còn dạ. Người ta vậy cái nó đè người ta. Dạ. Nó sẽ nghĩ con điều đó. Con phải chống trang hoài hai bên. Dạ. Đúng không? Mà người ta khen chú khen con nè. Dạ. Nó phải là hai mặt, cái đó không phải là hai mặt mà cái người không hiểu biết mấy hai mặt. Còn cái chú mà dặn vàng, ổng vàng không biết tên á. Bây giờ gặp ổng mình cũng vui vẻ nhưng mà tặng ổng một câu. Dạ. Nên sửa tánh tình lại. Dạ, thôi chú nói là đúng luôn rồi đó. Đó. Sửa tánh. Lỡ tánh nếu mà đợt sau mà con gặp cái chú áo vàng mà đập bàn thờ ở dưới nhà chị Hồng Loan á, lần này là con chào một cái vui vẻ một cái. Chào cái vui vẻ. Xong cái nói á, chú mơ mốt chú đừng có làm như vậy này kia đúng không? Chứ không có của mình chưa biết gì đâu, sửa tánh lại. Dạ, ồ chú thôi. Góp ý cái là phải nó công nhận luôn. Hoa nó quay bông vậy? Hả? Bông u vậy? Hoa làm, hoa làm. Bữa nay đó, thánh nhân xuất hiện. Mình ít nói, nhưng mà mình nói cái gì cho nó rõ ràng. Để người ta, cộng đồng mạng người ta hay lắm đó. Dạ. Hay lắm đó, người ta là dân có học không đó. Dạ. Người ta là những người chính nghĩa, những người, như là chú hỏi mấy con nè. Cả triệu cộng đồng mạng, người ta binh chú anh Năm chú Linh, người ta được cái gì? Dạ. Người ta không được cái gì hết. Ta binh gì lẽ phải và cái đúng. Binh gì lẽ đúng. Bảo vệ những người yếu thế. Đó là một cái trân trọng nhất của cộng đồng mạng. Rồi. Cộng đồng mạng bây giờ là tôi nói thật, bản thân tôi còn quý trọng nữa kìa. Rồi hôm nay đến đây là con rất là cảm ơn chú đã góp ý ha chú. Đó, quý của chú như vậy. Nhớ vậy con. Dạ, chúc cho chú nhiều sức khỏe nha. À, mình cũng chúc đón hết. Dạ. Nhưng mà với những người mà mình đã từng biết từng á thì mình vỗ vai nở nụ cười. Dạ. Sửa tâm tình lại. Dạ, mình khuyên người ta không? Người ta nói là đánh người chạy đi chứ ai đánh người chạy lại quý cô chú anh chị. Đây là những cái lời góp ý chân thành của chú. Đó, quý cô chú anh chị. Thấy chưa? Một người khán giả đến người ta mà có thiện chí, người ta góp ý cho mấy anh em mình nghe cái ấm lòng quý cô chú anh chị. Đâu phải ví dụ như mình thân thiện hay là mình cười với người ta là đâu phải là mình khoe đâu. Quý cô chú anh chị thấy chưa? Là tức là chú vẫn là kêu mình là góp ý là bình thường với tất cả ai luôn. Tại vì mấy anh em mình YouTube mà không lẽ mình chữ thì không đúng. Chú cũng nói đó, chuyện chỉ có những người sách học thì người ta sẽ không hiểu vấn đề, người ta nói mình hai mặt thôi. Đúng rồi, mà nhưng mà một số ít thôi chứ cũng một số khán giả là người ta hiểu mình chứ bộ. Mình cũng như là người báo chí hay là một cái người đúng rồi. Thông tin gì đó là người đúng. Chứ là cái nghề nghiệp.
đó quý cô chú anh chị, đây là những người là nhà báo tự do, đúng rồi, đưa thông tin, đưa tin bên phải bên trái luôn, đưa tin còn đưa lên đó để cho cộng đồng bạn người ta phán xét chứ mình sao mình biết, mình dám phán xét chú. Đó. Anh mình mà phán xét thì thôi mình làm tòa đi đó, mình đi học lên cái cấp cao nữa mình làm là tòa án xử đi quý chú anh chị. Đúng rồi. Đúng rồi. Đưa thông tin lên cho bà con cô bác xem, rồi bà con cô bác đánh giá xem xét người nào thật, người nào tốt, người nào xấu quý cô chú anh chị. Còn bà con khán giả người ta hiểu thì người ta thương anh em mình, còn một số là cố tình, Duy Minh dùng câu là một số khán giả cố tình chia phe phái rồi ghép tội cho mấy anh em mình là phe này phe kia. Chứ nếu mà khán giả của Duy Minh nó thật sự xem từ đầu mùa đến cuối mùa, từ trước đời ama xảy ra quý cô chú anh chị, là Duy Minh chuyên tâm về là mộ của chú là nhiều, không rất là ít nói, hiếm hoi mới nói về đời ama quý cô chú anh chị. Mà có ai nói gì dữ lắm là mình mới lên tiếng thôi, chứ thật chắc là mình không có muốn xen vào đời ama quý cô chú anh chị. Mình chỉ là chăm lo mộ cho chú, để cho mộ chú sạch đẹp, để cho bà con cô bác đến đây để viếng mộ thôi. Đó, bà con cô bác nên hiểu hôm nay có chú là cũng đã lỡ là phiên và gửi cái là góp ý cho Duy Minh đi, thì Duy Minh cũng sẽ giữ vững lập trường quý anh chị. Một khi con người ta giữ vững lập trường thì do có ai nói gì cũng không sao quý anh chị. Duy Minh xem đó là những lời thoáng ngang tai, góp ý tích cực thì Duy Minh nghe, còn góp ý mà tiêu cực, nói tầm bậy tầm bạ, chửi bới thì Duy Minh sẽ loại những cái thành phần ra quý anh chị, những thành phần là gọi là kiểu như giống như là cố tình để là gây cho xào xáo lên đó quý cô chú anh chị. Đó, thôi Duy Minh xin chào bà con ha. Bà con cô bác nếu thấy video có ý nghĩa thì đừng quên nhấn like, đăng ký ủng hộ kênh Duy Minh. Duy Minh chân thành cảm ơn bà con cô bác rất là nhiều nha.